Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa thần học của các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu một biến cố đặc biệt, không hoàn toàn thuộc về lịch sử, nhưng có tác động và dư âm trong lịch sử, đó là biến cố phục sinh. Khi nói về phục sinh, chúng ta cần để ý hai chiều kích của biến cố này. Phục sinh vừa là biến cố có tính lịch sử, vừa là biến cố siêu việt. Vậy bài này sẽ có ba mục. Phục sinh là biến cố siêu việt. Phục sinh là biến cố có tính lịch sử và có chiều kích trần thế, tác động và để lại dư âm trong lịch sử và trên các thực tại trần thế. Thứ ba, ngày nay chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh như thế nào? Đấy là ba điều chúng ta sẽ bàn trong bài này. Thứ nhất, phục sinh là biến cố siêu việt. Ý thức đặc tính siêu việt của biến cố phục sinh giúp ta tránh quan niệm sai lầm rằng Chúa Giêsu sống lại giống như một số trường hợp người chết lâm sàng, sau một thời gian lại hồi sinh. Quan niệm Chúa Giêsu phục sinh để trở lại hiện hữu trong cõi nhân gian này hoặc một cõi nào khác tương tự cũng là một quan niệm sai lạc. Thực ra, phục sinh là biến cố siêu việt có nghĩa là đây không phải là một diễn tiến trong không thời gian như mọi biến cố lịch sử khác. Phục sinh là công trình của Thiên Chúa đưa nhân tính của Chúa Giêsu đi vào lãnh vực của Thiên Chúa, mà lãnh vực của Thiên Chúa không bị bó gọn trong cõi không thời gian này, cũng không phải là một cõi không thời gian khác. Lãnh vực của Thiên Chúa có tính siêu việt vượt trên mọi cõi không thời gian, nhưng cũng thấm nhuần trong mọi cõi không thời gian. Chính vì thế, phục sinh không phải là một diễn tiến có thể quan sát hay mô tả được. Vì nếu như thế thì nó vẫn thuộc cõi không thời gian này. Điều này lý giải tại sao không thánh sử nào mô tả chi tiết rõ ràng diễn tiến của việc Chúa Giêsu sống lại thế nào. Không sách phúc âm nào mô tả Chúa Giêsu ngồi dậy thế nào, tháo các khăn băng thế nào, vân vân. Vì phục sinh là biến cố siêu việt nên Chúa Giêsu sống lại không theo kiểu như Lazaro hồi sinh, trở lại hiện hữu trần thế rồi cuối cùng cũng sẽ lại chết. Chúa Giêsu phục sinh là để sống vĩnh viễn, Ngài không còn chết nữa. Điều này cũng lý giải tại sao thân xác Chúa Giêsu tuy vẫn là thân xác đã từng bị đóng đinh và giết chết, vẫn mang những dấu đinh ấy, nhưng nay được biến đổi, đầy sáng láng vinh quang và thanh thoát. Thân xác đó không còn bị lệ thuộc vào cõi không thời gian này. Ngài có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, vào bất cứ lúc nào, dù cửa đóng kín. Dấu đinh vẫn còn đó, nhưng không còn là vết thương rỉ máu nữa. Ngài vẫn là Ngài, nhưng dường như đối với con mắt phàm trần, Chúa Giêsu không còn thuần túy như xưa nữa. Nên các môn đệ thân tín nhất cũng không dễ nhận ra khi Ngài hiện ra. Vì đã đi vào cõi siêu việt, nên Chúa Giêsu phục sinh chỉ có thể được nhận ra bởi con mắt đức tin, chứ không còn là đối tượng thuần túy của con mắt thể lý. Tương tự, Ngài cũng không còn là đối tượng thuần túy của nghiên cứu khoa học, vốn bị ràng buộc bởi các điều kiện của cõi không thời gian này. Thứ hai, phục sinh là biến cố thực sự xảy ra có tính lịch sử. Khi nói về tính siêu việt của biến cố phục sinh, có thể có người sẽ hiểu lầm rằng, như thế Chúa Giêsu phục sinh chỉ là một thực tại trừu tượng thuộc về lãnh vực tinh thần của con người, tương tự như những thực tại của hy vọng, của tình yêu, vân vân. Trong văn chương, người ta có thể viết về thần hy vọng hay nữ thần tình yêu. Nhưng thực ra đây chỉ là những cách nói hình tượng chỉ về các thực tại tinh thần của con người. Không ai thấy thần hy vọng hay thần tình yêu, mà chỉ có thể thấy những điển hình của hy vọng và tình yêu mà thôi. Liệu đấng phục sinh cũng chỉ là một kiểu nói hình tượng như thế chăng? Ý thức chiều kích lịch sử của biến cố phục sinh sẽ giúp ta tránh quan niệm sai lầm đó. Giáo hội kinh nghiệm và tuyên xưng rằng Chúa Giêsu thực sự sống lại, chứ phục sinh không phải chỉ là cách nói biểu trưng, diễn tả kinh nghiệm nội tâm của các tông đồ, rằng Chúa Giêsu vẫn sống động trong tâm thức của họ. Tuy biến cố này siêu việt, tức không là một diễn tiến trong không thời gian, nhưng để lại những dấu vết và hệ quả trong không thời gian. Có hai dấu vết hay hệ quả quan trọng nhất mà chính Kinh Thánh đã thuật lại, đó là hiện tượng mồ trống và các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh.
Mộ trống có nghĩa là thân xác Chúa Giêsu không còn ở trong cõi không thời gian này. Như vậy, biến cố phục sinh có tác động lên thân xác Chúa Giêsu là điều thuộc cõi không thời gian này, thuộc thực tại trần thế này. Vậy phục sinh không thuần túy chỉ là hiện tượng nội tâm hay thiêng liêng, mà là hiện tượng lịch sử có dư âm hay tác động đến lịch sử và thực tại trần thế này. Tương tự, các cuộc hiện ra được Kinh Thánh mô tả như là thực, chứ không phải chỉ là thị kiến hay kinh nghiệm nội tâm, càng không phải là ảo ảnh hay là hoang tưởng của các môn đệ. Họ bất ngờ khi thấy Chúa Giêsu và nhiều lúc còn nghi ngờ, không dám tin vào mắt mình. Thế nên nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra không thể là sự phóng chiếu các ước vọng nội tâm hay khát vọng thầm kín bị đè nén của họ. Họ đã nhìn thấy và gặp gỡ thực sự Chúa Giêsu phục sinh trong cõi không thời gian này, chứ không chỉ trong kinh nghiệm nội tâm của họ mà thôi. Đây là một dấu vết lịch sử và trần thế nữa của biến cố phục sinh. Ngoài ra, còn nhiều dấu vết lịch sử và trần thế nữa của phục sinh như sự hiện hữu và lịch sử của giáo hội, chứng tá của các thánh, đặc biệt là các vị tử đạo, vân vân. Chúng ta cùng chuyển qua mục thứ ba của bài này là kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh của chúng ta ngày nay. Câu hỏi đặt ra là ngày nay ta gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh thế nào? Tại sao dường như không ai trong chúng ta nhìn thấy Ngài hiện ra? Như vậy các trình thuật về các cuộc hiện ra trong phúc âm có thật hay không? Hiểu đúng hai đặc tính siêu việt và lịch sử của biến cố phục sinh sẽ giúp ta trả lời các câu hỏi trên. Vì phục sinh là biến cố siêu việt, vì Chúa Giêsu đã đi vào cõi siêu việt của Thiên Chúa, nên dĩ nhiên không ai trong chúng ta có thể tìm thấy Ngài ở đâu đó trên cõi nhân gian hay cõi không thời gian này, dù ở sao hỏa hay ở thiên hà xa xôi nào đó. Ngài là Thiên Chúa và đang ở cõi Thiên Chúa, nên không hiện hữu như là một vật đặc thù nào trong cõi thụ tạo, theo kiểu hiện hữu của các thụ tạo. Ngài vẫn hiện hữu trong cõi không thời gian này, nhưng với tư cách là nền tảng cho mọi hiện hữu của các thụ tạo cụ thể. Ngài không là vật cụ thể nào, nhưng hiện hữu tiềm tàng trong mọi vật cụ thể. Như thế, tuy ta không thể gặp thấy Ngài theo cách ta gặp gỡ tiếp xúc với các thụ tạo cụ thể, nhưng ta vẫn có thể gặp và hướng về Ngài như nguyên lý nền tảng của mọi vật, hiện hữu tiềm tàng trong mọi vật. Nói cách khác, ngày nay ta chỉ có thể gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh bằng đức tin, chứ không thể bằng kinh nghiệm khả giác. Mặt khác, vì phục sinh là biến cố lịch sử có hệ quả trần thế, vì Chúa Giêsu đã đi vào cõi siêu việt của Thiên Chúa, nhưng với tất cả các thực tại lịch sử và trần thế của Ngài, nên Ngài vẫn có thể hiện ra với một số người với tất cả thực tại lịch sử và trần thế đã được siêu việt hóa đó. Nói cách cụ thể, Ngài đi vào cõi siêu việt, nhưng với thân xác xưa đã từng thuộc cõi trần thế này. Nên ngày nay, Ngài vẫn có thể hiện ra khi Ngài muốn với thân xác đó nhưng đã được siêu việt hóa. Chúa Giêsu đã hiện ra như thế với các tông đồ và chỉ với các tông đồ mà thôi. Đó là lý do Thánh sử Luca mô tả một khoảng thời gian đặc biệt trước khi Ngài về trời, là khoảng thời gian Ngài hiện ra với các tông đồ. Từ sau khi về trời, Ngài không hiện ra như thế với ai ngoài các tông đồ nữa. Nhưng ai được Ngài hiện ra thì được gọi là tông đồ, như trường hợp của Phaolô và Matthias. Chính vì thế mà kinh nghiệm của các tông đồ về Chúa Giêsu phục sinh là kinh nghiệm độc nhất vô nhị. Ngày nay, kinh nghiệm về Chúa Giêsu phục sinh của ta phải dựa trên kinh nghiệm độc đáo đó của các tông đồ. Vì thế mà giáo hội nói về tính tông truyền như là tiêu chuẩn cho kinh nghiệm đức tin của chúng ta ngày nay. Từ sau thời các tông đồ, không ai được quyền hồ đồ cho rằng mình cũng được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra như với các tông đồ vậy. Thế thì câu hỏi là, trong lịch sử giáo hội có một số người được Chúa Giêsu hiện ra cách đặc biệt trong các mặc khải tư, như Thánh Margarita hay là Faustina thì sao? Xin thưa, những kinh nghiệm đó quả là đặc biệt hơn kinh nghiệm chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh trong đức tin. Những vị thánh đó kinh nghiệm gặp Chúa Giêsu với những dư âm khả giác mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Tuy nhiên, kinh nghiệm của họ chỉ khác kinh nghiệm đức tin của chúng ta về cấp độ, chứ không phải về thể loại. Đó vẫn là kinh nghiệm đức tin trong các thị kiến,
chứ không thuần túy là kinh nghiệm đụng chạm đến chiều kích lịch sử và trần thế của Chúa Giêsu phục sinh. Kinh nghiệm của các thánh đó hoàn toàn không ngang bằng cùng một cấp độ như kinh nghiệm của các tông đồ. Mặc khải họ đón nhận vẫn chỉ là mặc khải tư, rút ra từ và xây dựng trên mặc khải chính thức truyền lại cho ta qua các tông đồ. Chỉ sau khi sống lại vào ngày cánh chung thì mới có thể xảy ra việc Chúa Giêsu thế nào thì ta nhìn thấy Ngài như vậy.